Lisa của Blackpink được biết đến là đại sứ toàn cầu duy nhất con cưng của thương hiệu Celine. Tuy nhiên, sau khi tranh cãi diễn thoát y nổ ra và bị thị trường Trung Quốc phong sát, Lisa vướng nghi vấn bị thương hiệu này ruồng bỏ. Cụ thể, tài khoản Weibo của Celine đã xóa toàn bộ hình ảnh của nữ idol. Mới đây nhất, thì netizen phát hiện ra Lisa cũng không còn được trọng dụng trong chiến dịch quảng cáo mới của Celine. Nữ idol không xuất hiện trên feed Instagram của thương hiệu như nhiều người mẫu và người nổi tiếng khác. Em út Blackpink chỉ góp mặt trong story quảng cáo trên Instagram và cũng không được đăng ảnh trên Weibo chính thức. Lisa chỉ được xuất hiện trên KakaoTalk, ứng dụng nhắn tin tại thị trường Hàn Quốc và một tài khoản Weibo không chính thức. Cô không được chạy quảng cáo trên quy mô toàn cầu, chỉ xuất hiện ở thị trường Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Tất cả những điều này làm dấy lên nghi vấn Lisa đã bị thất sủng, không còn là đại sứ toàn cầu của Celine sau ồn ào thoát y. Trước đó, Sina cũng đưa tin các thương hiệu thời trang xa xỉ sắp tuyên bố hủy hợp đồng với Lisa. Sina trích lời người trong ngành cho biết lệnh cấm ở thị trường Trung Quốc khiến giá trị thương mại của Lisa chạm đáy. Em út Blackpink không chỉ mất fan mà thương hiệu cô làm đại diện cũng có nguy cơ bị tẩy chay ở thị trường tỷ dân. Do đó, các thương hiệu này sẽ lần lượt hủy hợp đồng với Lisa trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nhiều fan đã phản bác lại nhận định này. Chỉ mới đây thôi, Lisa đã cùng Park Bo Gum dự sự kiện của Celine ở Thái Lan. Sự kiện thu hút lượng lớn người hâm mộ theo dõi trực tiếp cũng như qua mạng xã hội. Thậm chí nhân viên trong các gian hàng đối thủ cũng dừng công việc lại để đổ xô đi chụp hình Lisa. Nữ idol sinh năm 1997 cũng trở thành gương mặt số khai niên Elle Đài Loan trong trang phục của Celine. Điều này chứng tỏ cô chưa hề bị Celine cắt hợp đồng hay thất sủng. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tốt Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!